Hello chào các bạn Trong video clip tiếp theo của cái series chuyện làm BA này Mình muốn nói về cái chứng chỉ BA ờ, Trong cái series liên quan tới bắt đầu vào nghề BA Mình cũng nói rồi Ờ, nhưng nó trong cái video clip này nó khác biệt, nó sẽ mình sẽ nói về cái chứng chỉ nó như thế nào, uh, thi chứng chỉ ra sao, uh, các cái gì cần chuẩn bị một cách rủi càng rõ ràng hơn. Thì, thì hy vọng các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái chứng chỉ BA này để mà các bạn có cái sự lựa chọn đúng đắn hơn cho bản thân mình. Uh, đầu tiên thì mình review lại cái hệ thống chứng chỉ của IIBA. Chúng ta có các chứng chỉ thấp nhất là ECBA, thứ hai là CCBA, thứ ba là CBAP và thứ tư là CBATL. Cái chứng chỉ thứ tư này thì hiện nay AIBA không có thi Mà cũng như là đang pending cái chỗ này Tại vì cái chứng chỉ này chưa định nghĩa được Tại vì càng lên cao chúng ta càng chuyên sâu vào những cái nghề nghiệp khác nhau Và mỗi cái trải nghiệm, mỗi cái kinh nghiệm trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta lại hiểu BA theo một kiểu gì đó rất là rất, rất là khác Cái series đọc BA Box mình cũng đã nói rồi BA Box ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời làm việc Chúng ta sẽ hiểu một cách rất là khác nhau Cho nên là cái việc định nghĩa của cái chứng chỉ CBATL này Chưa có một cái định nghĩa rõ ràng thì chúng ta sẽ tập trung vào các cái chứng chỉ ECBA, CCBA hoặc là CBAP để mà cho các bạn hiểu rõ hơn, nắm rõ hơn về các kiến chỉ này ha. Cái việc đầu tiên là chúng ta cần chuẩn bị những cái gì để mà chúng ta đi thi. Chúng ta sẽ có 1 2 3 4 5, năm cái yếu tố. Đầu tiên là lý do tại sao chúng ta đi thi. Thứ hai là động lực gì cho chúng ta đi thi. Thứ ba là tiền bạc, thứ tư là thời gian và thứ năm là kinh nghiệm. Cái đầu tiên là lý do và động lực. Chúng ta có các lý do là sao? yêu cầu công việc của chúng ta cần xếp uh, yêu cầu yêu cầu của công ty cần phải có để mà làm việc yêu cầu của công ty để có để mà uh, đấu thầu để mà chứng minh năng lực thầu thứ hai là gia tăng cơ hội việc làm mình không chắc cái việc gia tăng cơ hội việc làm này thì cũng tùy tình huống thôi bản thân mình ở môi, môi trường bồ đất á, thì thực sự cái, cái mấy cái mấy chứng chỉ này chẳng gia tăng gì cơ hội việc làm cho mình hết đó à, mình bản thân mình cũng chẳng bao giờ đi bằng việc là có chứng chỉ này để có tăng gia tăng cơ hội việc làm hết tại vì bản thân khi phỏng vấn tuyển dụng chẳng ai hỏi mấy cái này người ta chỉ quan tâm là bạn làm được gì, thành tích bạn ra sao thôi. Còn các bạn trẻ gia tăng cơ hội việc làm, hên xui nha. Tại vì vấn đề là các bạn không thể nào các các bạn nên hiểu là không phải các bạn show cái bằng ECBA, nếu như các bạn Newbie các bạn ăn tăng đưa cái bằng đó ra là các bạn đương nhiên có việc làm, các bạn dễ dàng có việc làm không có đâu. Các bạn vào các bạn dẫn rất như thường và và cái thứ hai ở Việt Nam phần lớn là về cái gì? Phần lớn là về ITBA mà cái chứng chỉ này là về BA dẫn tới là chưa chắc gì nó phù hợp nha các bạn chưa chắc gì cái mindset thì nó phù hợp cũng như là các bạn làm ITBA người ta đòi hỏi các bạn liên quan tới phân tích yêu cầu liên quan tới vẽ vời diagram làm tài liệu vân vân mà cái chứng chỉ này hoàn toàn không có nhiều về những cái đó nha cho nên là các bạn vẫn có thể bị lộng cộng các bạn có thể bị đớ người khi mà các bạn phỏng vấn như thường à cho nên là cái việc mà các bạn thi chưa chắc gì cho các bạn cái cơ hội việc làm nha thăng chức tăng lương có nơi có có nơi không giảng dạy có, giảng dạy sẽ giúp cho các bạn về những cái này tại vì sao các bạn sẽ hiểu đúng về BA. À, tuy nhiên, hiểu đúng về BA chứ mình không nói hiểu đúng về ITBA nha. Các bạn hay bị nhầm lẫn giữa những người có các chứng chỉ ECBA hay là CCBA là đương nhiên dạy đúng chỉ đúng về ITBA, sai nha. Có rất là nhiều CCBA dạy sai về ITBA nha, tại vì sao? Tại vì thứ nhất, đây là chứng chỉ về BA chứ không phải là ITBA. Cái thứ hai, ITBA nó còn rất nhiều công cụ về BPMN, về UML. Mà những cái đó nó có những cái chứng chỉ riêng. Và chúng ta phải học sâu rất là kỹ về các cái BPMN, về UML mới nắm đúng được. Cho nên là nhiều bạn cứ hiểu lầm là có chứng chỉ CCBA hoặc là CBAP là đương nhiên dạy đúng về BA. Sai nha. Mình gặp rất là nhiều CCBA hoặc là CBAP chỉ, chỉ sai về vẽ vời diagram đó. Tại vì hai cái này là hai khái niệm khác nhau cái vấn đề này mình đi từ mình quan sát và bản thân mình cũng bị cái chuyện này nữa mình phải tự học lại bpmn học lại uml để mà hiểu đúng vẽ đúng cho nên là cái việc mà các bạn thấy là không phải là chứng chỉ ba là tự nhiên là người ta giỏi đâu cẩn thận nha cái giao thứ na tiếp theo đó là nhiều khi rảnh quá gì thi gió rảnh à, quá thi cái gì đó để mà phát triển để mà giết thời gian để mà có học hành được cái gì đó không bổ ngang cũng vô dòng và cái cuối cùng nhiều khi là show hàng thôi, cũng nhiều khi cũng chẳng dùng gì cái đó. Thì các bạn phải coi lý do mình là cái gì, nó có thực sự cần thiết hay không, nó có giúp ích cho các bạn được gì hay không, thì mà các bạn thi. Còn không đó, thì các bạn chỉ cần học thôi, thi để làm cái gì. Tại vì sao? Nó tới cái, cái việc tiếp theo nè, tiền bạc. À, các bạn sẽ thấy là tiền đăng ký thành viên nè, 135 đô nè. tiền học professional development nè. Đã, cỡ cũng cỡ 500 trăm đô này, cỡ 10 triệu này. lễ phí thi nè, toàn là đô 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 không ha tiền sách học nè tiền luyện thi đề thi nè và các chi phí khác nè chúng ta cũng không biết và các bạn nhìn hết cái đống này các bạn thấy sao wow hết cũng cỡ hơn nghìn đô rồi đó hết cũng cỡ ba bốn triệu rồi đó các bạn có tiền không thi cái chính trị thấp nhất thôi mình thấy cũng đã cỡ ngàn đô rồi chưa kể các chính trị sau mình thấy cũng ngàn rưỡi hai ngàn các bạn có, có nhắm các bạn có tiền hay không ai tài trợ các bạn các bạn có sẵn tiền không mà mỗi lần thi nó là như vậy đó có thể thành viên có thể cái bước đầu tiên đăng ký thành viên hay tiền học đi đi các bạn hãy học một lần rồi thi thi lại thi lại thi lại nhưng mỗi lần thi lại các bạn thấy cũng cỡ cần chục triệu rồi các bạn có nhắm cái đủ tài chính hay không có nhắm là có thể đậu một phát ăn luôn không? Cái việc bạn bỏ ra nó có cái giá trị mang lại hay không? Cho nên cái lý do và tiền bạc là hai cái yếu tố chúng ta phải rất là cân nhắc. Chứ không phải là các bạn kêu đi thi, học đi thi, chỉ đi thi thi đấu đơn giản các bạn đóng một đống tiền luôn á chưa thấy được cái gì hết mà thấy mất đóng tiền nữa mà đạt đủ điều kiện cái thi rồi cho nên là phải rất là cân nhắc về cái tiền bạc này à, các bạn phải có lý do chính đáng thật sự có động lực thật sự mạnh mẽ cái thứ hai ok có động lực có lý do đi nhưng có đủ tiền chưa có chuẩn bị tiền bạc chưa rồi cái tiếp theo thời gian các bạn thấy là chúng ta phải chia ra làm việc nè phải đọc bi bot nè phải học pd nè phải luyện thi nè phải trao đổi nè Chúng ta phải chia thời gian ra rất là nhiều thứ Các bạn có thời gian hay không? Các bạn có dồn lực thời gian hay không? Tại vì tiền rất nhiều nha Các bạn đã bỏ ra tiền rất nhiều Các bạn phải dồn thời gian mà Các bạn chắc chắn đậu chứ Hoặc là phải dồn thời gian làm sao để đảm bảo được cái học hành của mình là đảm bảo đậu chứ Cho nên là các bạn có thời gian hay không? Rồi tiếp theo, bạn có kinh nghiệm chưa? Kinh nghiệm, các bạn khi mà các bạn muốn thi các cái chứng chỉ BA Các bạn phải khai báo kinh nghiệm trên hệ thống của IIBA mà các bạn có kinh nghiệm chưa? Các bạn có kinh nghiệm tương ứng với từng cái knowledge area của BI Box chưa? Và đồng thời các bạn kinh nghiệm các bạn không phải khai là xong Các bạn phải có xác nhận của quản lý Các bạn nhắm ở quản lý có xác nhận với bạn không? Thì nó liên quan đến cái chuyện là các bạn mối quan hệ của bạn với cấp trên như thế nào Có ok hay không? cấp trên nào có được quyền thẩm quyền về mặt xác nhận và cũng như là các bạn thi các bạn phải có kinh nghiệm làm việc thực tế thì các bạn hãy thi không phải khi không á, mà IIBA người ta đưa ra những cái yêu cầu về mặt kinh nghiệm này đâu tại vì có kinh nghiệm thì các bạn mới hiểu được mà kinh nghiệm về mặt BA nha các bạn chứ không phải kinh nghiệm về ITBA kinh nghiệm về ITBA các bạn thấy có liên quan gì tới các cái knowledge area này không hên xui kinh nghiệm về mặt BA các bạn BA là gì thì các bạn xem những cái uh, series trước của mình thì các bạn sẽ hiểu BA là gì. Rồi cho nên các bạn thấy là Thi, nó phải dễ hay không? Hay các bạn cứ thấy là Ờ, phải có thi chứng chỉ này kia, à, à, đi thi. các bạn nhắm thi nổi không? Các bạn sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm ở đâu mà thi? ACBA không cần kinh nghiệm, không có đâu. Nói vậy thôi chứ, để hiểu được BI Box để mà thi thôi, nó phải cần kinh nghiệm rồi, nó phải cần thực tế rồi mới dễ hiểu. chứ Không, không thể nào hiểu được đó. Cho nên là các bạn hãy cân nhắc rất là kỹ càng khi mà chúng ta thi. Rồi, sau khi các bạn đã có lý do, có tiền bạc, có thời gian, có cân nhắc kinh nghiệm ABC đó để thi rồi. Chúng ta bắt đầu. Thì để thi thì chúng ta sẽ vào cái trang web iiba.org. Các bạn vào phần join, các bạn thấy cái nút cam cam ở trên góc phải màn hình đó. À, các bạn vào phần join này các bạn đăng ký thành viên. thì đăng ký thành viên xong thì các bạn sẽ vào À, phần là certification, my certificate thì nó sẽ ra nguyên một list cái danh sách cái cái chứng chỉ mà các bạn thi. ví dụ các bạn cần thi ACBA đi, các bạn get started. rồi thì uh, khi mà các bạn get started thì nó sẽ đi qua các cái khâu về mặt đăng ký thanh toán, rồi nhập thông tin về các bạn cứ follow theo cái hướng dẫn của người ta là các bạn sẽ làm được. và cũng như các bạn sẽ có cái phần là schedule booking. thì khi uh, thi, thi cái này thì thường là thi online thì nó thông qua cái PSI. À, cái này thì các bạn sẽ thấy là IABA họ sẽ sẽ hướng dẫn rất là kỹ càng cho các bạn, các bạn yên tâm. Đó à, thì quay lại cái vấn đề nói là chúng ta thi xong rồi chúng ta sẽ được gì? Chúng ta có việc làm hay không? Nói như mình đã nói là rất là ở phần lý do các bạn phải rất là cân nhắc ha? các bạn phải rất là cân nhắc. Có việc làm, các bạn phải qua khâu phỏng vấn tuyển dụng nữa chứ nó phải là các bạn trình cái bằng cấp ra rồi các bạn có việc làm ngay đâu. Có thể là các bạn được uh, ưu tiên về mặt uh, xếp lịch tuyển dụng thôi, xếp lịch phỏng vấn so với các bạn không có thôi. Chứ còn có việc làm hay không là người ta test về mặt tư duy, test về mặt cách làm của các bạn, test về mặt thành tích của các bạn chứ không phải là các bạn có có bằng ra là các bạn đương nhiên có việc làm. Thứ hai là thăng chức tăng lương nhưng mà đã nói là có nơi sẽ có nhưng có nơi sẽ không có. Tại vì thăng chức tăng lương, đặc biệt là ở môi trường rồ đất, người ta quan tâm các bạn là có làm được thành tích gì hay không, có mang lại được doanh thu lợi nhuận cho công ty hay không, thì người ta mới xét các bạn thăng chức tăng lương chứ không phải các bạn trình cái bằng ra là kêu ai có em có bằng này em mới lấy bằng là thăng lương cho thăng chức tăng lương cho em đi không liên quan gì làm việc tốt hơn ừ, có nhưng tùy thứ nhất làm việc tốt hơn thì giúp cho các bạn tư duy tốt hơn có trình tự có phương pháp hơn các bạn phải biết cái sự linh hoạt các bạn phải biết tùy cơ ứng biến chứ không phải các bạn cứng nhắc theo cái đó rồi các bạn làm nhiều khi còn tệ hơn nữa. đi học xong có bằng cấp xong nhiều khi còn làm tệ hơn nữa. tại vì sao nhiều khi đòi hỏi là công ty phải làm đúng theo trình tự đòi hỏi người này người kia phải làm đúng theo trình tự đúng theo phương pháp người ta không quan tâm cái công việc thực tế là người ta cần quan tâm làm được hiệu quả chứ không phải là làm được theo phương pháp làm phương pháp mà không hiệu quả thì cũng vứt được mọi người tung hô kính trọng mình hình xui nha cái này mình nói vui thôi cho nên là cái, cái quan trọng nhất khi mà các bạn làm mà bạn các bạn muốn thi chứng chỉ hãy suy nghĩ cho thật kỹ có cần thiết hay không có giúp ích được gì cho các bạn hay không chứ không phải là các bạn đương nhiên là các bạn có chứng chỉ các bạn có việc làm không phải đương nhiên có chứng chỉ là được thăng chức thăng luôn cũng không phải là đương nhiên có chứng chỉ thì làm việc tốt hơn chúng ta phải xem xét có người làm tốt hơn nhưng có người thấy làm nhiều khi mình thấy còn mệt hơn nữa cho nên chúng ta phải suy nghĩ thật là kỹ qua video clip này mình muốn nói sâu hơn kỹ hơn về cái quan điểm của mình về mặt chứng chỉ đây là thực tế mình cũng thi chứng chỉ vậy mình cũng học thi chứng chỉ vậy mình cũng đã cố gắng thi chứng chỉ vậy nhưng mà vấn đề thực tế cái đổi lại của mình đó, tới bây giờ đó, giờ là có chứng chỉ rồi thì sao nó chẳng giúp ích mình trong nó chẳng giúp ích gì cho mình trong việc thăng chức tăng lương nó chẳng giúp ích gì cho mình trong việc mình kiếm được việc làm đó tại vì thứ nhất là mình đi kiếm việc làm không ai hỏi mình có chứng chỉ hay không. không không ai hỏi mình có chứng chỉ gì và cũng không ai quan tâm tới cái phần education hay là chứng chỉ gì của mình cả người ta quan tâm mình ta người ta chỉ hỏi mình là mình làm được cái gì rồi mình làm như thế nào cái thành tích mình đạt được là cái gì ra sao và mình vẫn thăng chức tăng lương đều đều mà mình không cần show ốc chứng chỉ mình vẫn có việc làm rất là tốt không cần show ốc chứng chỉ gì hết và bản thân mình đi tuyển dụng, mình tuyển dụng nhân viên của mình, mình cũng chẳng quan tâm gì tới chứng chỉ hết á mà bạn có chứng chỉ nhé mà mình hỏi câu hỏi những cái cơ bản những cái định nghĩa những cái khái niệm ban đầu mà không biết á là rớt ngay từ đầu nha các bạn. Cái đó còn nguy hiểm hơn nữa. Quan trọng là các bạn làm như thế nào, các bạn làm được gì, phương pháp bạn làm ra sao, mindset bạn tốt hay không. Cái đó mới quan trọng các bạn. Chứ không phải là các bạn cứ show up chứng chỉ là đương nhiên đâu. Đương nhiên các bạn có việc đâu, đương nhiên các bạn được tăng chức tăng lương đâu không có nha. Hy vọng qua video clip này các bạn hiểu rõ hơn về cái chứng chỉ và cái vai trò của nó trong công việc trong thực tế. Hai lúa chào các bạn.